Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều tổ chức trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Quang Phong, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Sầm, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hưng Đạo, giữ chức vụ hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Chính. Đồng chí Hải Dương, tỉnh ủy viên, Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đến dự và trao quyết định cho hai đồng chí. Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hải Dương chúc mừng và mong muốn hai đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thay mặt cho hai đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Hoàng Quang Phong phát biểu cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã, phòng giáo dục và đào tạo thị xã, đồng thời hứa sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ và trí tuệ cùng tập thể phòng giáo dục và đào tạo khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.